Chào các bạn. Hôm nay Hiền đi xay gạo lứt để lấy gạo trắng ra. Sẵn dịp á, cái mình quay cái máy xay gạo lứt ở Nhật như thế nào cho các bạn xem ha. Mình đã tới nơi rồi. Cái chỗ mà người ta đặt cái máy xay gạo đó các bạn. Đây là cái máy xay gạo này. Có người đang xay gạo bên đó đó. Đó, người ta đang xay đó các bạn. Còn đây là cái bồn mà để đựng cám gạo á. Khi mà bỏ vào máy xay thì máy sẽ tách gạo với lại cám gạo ra. Thì cám gạo nó sẽ được hút ra đó. Phía sau lại có cái ống này đó. Đây này mình chỉ đó, cái ống đó, hút ra, đường ống hút ra. Hút cám gạo này sẽ đi vào cái đường ống này và vào cái bồn này đó. Bồn này đựng cám gạo nè. Lâu lâu thì người ta lấy cám ra, mở cái ống khóa này nè. Đó, lấy cám ra. Kế bên cái máy xay gạo á, thì có cái quầy người ta bán qua cây cảnh, cái giống đó các bạn. Cái tiệm này cũng nhỏ. Đây, họ bán những cái chậu hoa nè. Trong khi thời gian mà mình đợi người ta xay đó, mình lại đây mình ngắm hoa một chút ha. Mình đã khinh gạo xuống rồi nè. Bao gạo này của mình 15 kg. Tới lượt mình vào xay gạo đó. Sau rồi đó mình để gạo lên trên cái này và mình đổ vào đây nè các bạn xem nè. Ở đây người ta có để cái giá ký nè để mình bỏ tiền vô á. Từ 7,5 kg đổ xuống là 100 viên, là khoảng 20 ngàn mình. Từ 7,5 kg cho tới 15 kg là mình bỏ vô 200 miên. Giờ cứ như vậy 22,5 kg. Từ 15 đến 22,5 kg là 300. Và tới 30 kg là 400 miên. Ở đây nó có những cái nút mà mình xay gạo á các bạn nè. Cái độ gạo trắng á, xay ra cho cái độ gạo trắng nè, 3% nè, phân nửa nè. Phân nửa loại trắng trắng vừa vừa nè. Cái loại này là trắng trắng nhất luôn á. Loại này là bình thường, thông thường. Mình bỏ tiền vào rồi mình bấm những cái mức độ mà gạo mình muốn trắng ở mức độ nào đó. Còn bên đây là cái chỗ mà để gạo xay ra nè. Xay ra sẽ rớt vào đây, mình để cái bình neo vô chỗ này. Cám thì máy sẽ được máy hút vào vô cái bồn này. Cám ở trong đây đó, vô cái bồn này. Bây giờ mình khinh gạo lên đây. Khinh lên phụ má không? Khinh lên phụ má bỏ đây. Khinh lên. Mà chị ơi cho ta có cái thì mình để bịch gạo lên đây rồi mình mới bỏ vào đây được chứ. Yes sir. Say no. Ô môi nó nặng lắm. Nặng lắm, bỏ xuống phụ má lên trên đi. Ô môi. Xin phụ má. Hai. Ba đi phụ má đây nữa. Một. Hai. Ba. Hai. Ba. Để bịch gạo lên đây. Nha. Mình đổ vào đây. Đây là gạo lứt các bạn, mình xay để mình lấy cám gạo ra để mình tách cám gạo ra lấy gạo trắng nè. Con xúc ra con để chơi móc ở
quay cho cô chú xem coi. Con xếp cô đây, đứng cái này nè, đứng cái này nè, đứng cái này nè, đứng cái này nè. Ở lúc ở nhà mình nè. Lạnh lắm. Trời lạnh lắm nên giờ mình cầm gạo lên nó cũng lạnh lắm. Đổ lên. Mình gái khinh đổ lên. Lên lên con. 1 2 3. Nổi không? Nổi không? Xuống không? Muốn xuống. Để xuống đi. Rồi. Rồi xuống đi con. Đó, bây giờ mình lấy bịch gạo mình để vào đây. À, cái chỗ thì con gái đạp ra đó, con gái mình nó đạp đó, là nó mở cái nắp ngay chỗ này nè các bạn, nó mở nắp chỗ này nè đó, để cho gạo nó rớt xuống vô bịch đó. Đó, để đây nha chưa, đó, gạo nó sẽ rớt vào bịch này. Cái bịch này là bịch ở đây cũng có bản hướng dẫn à, bỏ gạo vào nè, cái mình bỏ tiền nè, bỏ tiền ra vào mình bấm nút cho nó hoạt động mà xong rồi lấy gạo nữa chưa nè, gạo rớt vô cái bịch nè, mình đạp cái bàn bàn đạp nè, bàn đạp chỗ này nè, nè đó bàn đạp này các bạn. Bây giờ thì đây nó có cái bảng. Cái bảng để mình bỏ tiền vào. Bây giờ là gạo của mình á là đem đi đi xay ra là 15 kg thì mình ở cái mục thứ hai là mình sẽ bỏ 200 đồng vào. Đây. Đây nè, 100 đồng, 100 đồng của Nhật. Bỏ vô con. Bỏ vào đây nè nè, nè. Bỏ vào. Đó, 100 đồng, được không? Ờ, được rồi đó, đó. 100 đồng. Hiện đèn lên ha. Đó. Mama, từ từ, khoan đợi má chút cái gạo, má ẩm từ từ. Rồi má ẩm nha, má ẩm con bấm nút nha. Đó, bây giờ kêu máy kêu mình nó chọn nút xay gạo đến độ trắng như ở mức như thế nào. Thì mình bấm ha. Bây giờ mình bấm vào cái nút ở giữa. Im con. Má nói coi. Bây giờ mình bấm vào cái nút ở giữa. Ở giữa Manaka, Manaka. Manaka, ừ đúng rồi đó. Bấm. Đó. Là 50-50 nè. 50 là gạo chỉ trắng ở mức độ 50 thôi. Nghe tiếng không? À mình quay bên này. Các bạn xem nó là gạo chạy xuống thấy chưa? Gạo đang chạy xuống nè. Đây này, gạo nó xuống rồi các bạn. Bây giờ to ơi, lớn quá. Gạo ra nè.
Xem cho gạo này đó. Chưa con xin khinh hả? Trời ơi giỏi không, một hai đồ khinh kìa, khinh ra kìa. Trời ơi giỏi không, giỏi không? Cũng khinh ra được đó chứ, khinh ra được, khinh ra được. Để má cột gạo lại nha. Để nó đi, để má cột gạo lại con. Trời ơi, xay gạo lại kìa. Má xay được gạo rồi. Cột lại, cột gạo lại con là mới sinh ra được nha. Phải. Mina chào cô chú đi. Ba xem chồng ông bà. Ông bà. Đâu ông bà, ông bà ngoại à. Giờ chào cô chú đi. Nhìn 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 ghê, nhìn ghê, nhìn. Mina xem chồng. Lớn quá. Chưa xây, chưa xây, chị đang đặt. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Rồi. Được rồi, dành cái mắt nữa. Chưa xây, cuốn nó lại cho đi. Nhét cái nó xây. Xây nó, xây vòng vòng lại. Con qua đây, con đứng đi. Mày đứng này, đứng đây nè. Đứng đây nè. Mình dành mắt nữa, rồi. Rồi đứng đây đi. Rồi, dịnh vô. Rồi. Bịt gạo đã xong các bạn. 15 kg. Bây giờ mình cột gạo lại đem, đem gạo ra xe ha. 20 con đã cột gạo. Ok, vậy bây giờ mình khinh gạo ra xe các bạn. Yes. 1, 2 đồ dành với mình.
bây giờ hai mẹ con ra về các bạn ơi. Wow, giờ này đường vắng quá hả? Bắt đầu từ bây giờ là buổi chiều trời bắt đầu sáng sáng lên dần đó các bạn. Hồi khoảng tháng trước à, mới có 4 giờ rưỡi là trời sắp tối rồi. Chiều hoàng hôn đẹp quá các bạn ha. Nhìn xa xa cái bầu trời vàng vàng đỏ đỏ. Đường bên đây thì vắng mà đường bên chiều ngược lại thì đông xe.